Tối ngày 18 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật về chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nội dung, người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ khi không có việc cần thiết, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc, các cơ sở kinh doanh dược khi phát hiện người dân đến mua thuốc ho, sốt, khó thở, phải lập danh sách, họ tên, địa chỉ, số điện thoại và thông báo ngay với trạm y tế trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, đây là thông tin giả mạo, thành phố Hồ Chí Minh không có chỉ đạo nào có nội dung như thông tin lan truyền. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định, đây là thông tin giả, sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt, bịa đặt, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.